Xin chào mọi người. Hôm nay lại quay trở lại với cả mình đây. Thì lại quay trở lại con game Minecraft này. Thì hôm trước mình đã đi ra cái chỗ cái ngôi làng mới kia, cái ngôi làng lạ kia, thì mình đi ra đấy và mình đã nói nào nhỉ? Mình đã ra đấy và mình kiếm được mình nhìn thấy một cái đấy gọi là cái đảo băng. Thì mình ra đấy mình khám phá. Mình đã định là ra đấy khám phá, nhưng mà tập mình ra đấy thì có lúc ấy mình đã ra đấy khám phá rồi. Chính xác là hôm qua mình đã ra đấy khám phá. Thì thực sự là ở đây nó chả có cái gì cả, nó chỉ còn là một cái kiểu như cái băng nổi trên mặt nước thôi, nó chả có gì đặc biệt hết. Trên đấy nó cũng không có một cái gì hết. Thì cái tập đấy mình quay nhưng mà chả biết sao nó bị ngáo ngáo rồi đó, thì mà cái file quay của mình bị lỗi. Chả biết sao nữa. Đây con ngựa mình này. Chả biết sao cái file quay của mình, cái tệp tin quay của mình bị lỗi. Thế là mình không quay được. Thì nhưng mà nói thật là cái tập đấy nó cũng chẳng có cái gì hết. Mình đi lên đây mình khám phá vài thứ thôi, nó cũng chẳng có một cái gì để mà mình phải làm lại, mình phải quay lại cả. Đây cái kia kìa. Nó kia thì mình cũng đã làm một cái thí nghiệm nhỏ nhỏ đấy, là mình đổ dung nham lên cái đống băng ấy, xem nó có chuyện gì xảy ra không. Cái thí nghiệm nó nhỏ là đổ dung nham lên đấy, nhưng mà nó chả có cái gì cả. Đổ dung nham băng trong cái game này thì nó sẽ không có một cái hiện tượng gì hết nhé. Nó sẽ như cái kìa này, băng không bị chảy ra luôn, rất điêu. Đây cái thuyền hôm trước mình dùng để mình bơi ra, cái thuyền này thì chế đơn giản thôi. Đây nó là một cái nó thẳng một cái đảo băng, nó trên nó toàn băng, nó chả có cái gì hết. Thì đây mình đã đổ một ít, mình đổ dung nham bên đấy nhưng mà nó cũng chả có gì cả. Đó. Dung nham không làm chảy băng ở trong game này nhé. Trong game này dung nham không làm chảy băng, nó chảy xuống nước thì nó sẽ thành đá thôi, thì nước sẽ biến thành đá thôi chứ chứ nó sẽ không làm chảy băng ra. Đây là cái hòn đảo băng này. Đây dung nham mình chảy đây, mình để không mà nó sẽ không chảy ra. Đằng kia có cái gì nhỉ? Hôm trước mình chưa đi ra đấy nhá, nhưng mà đấy mình bây giờ mình mới để ý là có cái gì ấy. Cái tập trước mình đi ra đấy thì nó lại là buổi đêm, lúc mình bơi lên nơi thì nó tối mẹ rồi, nên là mình cũng đi loanh quanh đấy, mình cũng không để ý xung quanh lắm. Thì mới cả mình có thể mình bơi, mình thử bơi ra kia xem nó có néo gì đấy. Trong này thì nó không có gì hết. Và mình còn nhìn thấy một cái nữa đấy là cái này kia kìa, ở dưới kia gì đấy không, dưới này nó có một cái gì đấy nhá, như kiểu một cái hang động ấy. Nhìn nó có một cái như một cái đá này, gọi là đá dung nham ấy. Không biết vì sao nó có đá dung nham ở dưới đấy, không biết vì sao luôn, nó có đá dung nham ở dưới đấy mà nó hình như dưới mình nhìn thì như nó cũng có hang hay là một cái gì đấy, cái tàn tích gì đấy. Thì trong cái game này thì hồi xưa cái bản mình chơi ấy thì nó không có những cái ở biển, gần như nó không có một cái gì cả, biển thì gần như nó không có cái gì. Cái bản mình chơi hồi xưa ấy thì ở biển nó không có một cái gì cả, nhưng mà mình nghe nói là sau khi update ấy thì cái biển ở trong cái game này nó có rất nhiều thứ mới. Nó có những cái lăng mộ dưới đáy biển này, rồi những cái hang động dưới đáy biển, nó lâu đài dưới đáy biển, có cả thuyền đắm các thứ nữa.
nên là mình cũng muốn xuống đây mình nhìn cái này, mình cũng muốn xuống đây xem nó là cái gì, nhưng mà mình hôm trước mình lặn xuống rồi thì mình tí chết đuối. Hôm trước mình lặn xuống rồi mình tí chết đuối, nhưng mà mình lặn xuống được cũng tí rồi, mình trông các bạn nhìn này. Đấy, lặn xuống một tí rồi mà nhìn nó kiểu nó tắt, vừa nhất là nó tối, thứ hai là nó cái bong bóng nó rút nhanh lắm, mình lặn xuống một tí rồi máu tụt mình không, mình phải ngoi lên nên mình không xuống ấy được. Nhưng mà có thể sau này mình sẽ chế được cái thuốc thở dưới nước, hoặc là mình có thể chế mình ép được cái dòng thở dưới nước vào đồ ấy, thì mình sẽ xuống dưới đấy sau. Còn bây giờ mình sẽ không thể xuống được, nhưng mà bây giờ mình lại nhìn cái gì ở bên này, mình thử bơi ra ngay xem nó có cái gì. Băng băng nhiều quá. Rong rong buồm ra khơi. Ô cái đéo vậy, tự tật cái cục vậy lát à. Cá bên trong này có cả cá. Cá này thì hồi trước mình có thể câu cá, nhưng mà nó là câu cá kiểu kiểu quăng xuống xong rồi nó tự nhiên nó có con cá nó dính vào, chứ nó không phải là như bây giờ nó có hẳn con cá. Đây như một cái sa mạc, ở đây là cái gì này, sao lại có một cái như một cái công trình như này, cái này cái gì vậy, ai xây này đây nhỉ, cái này cái gì trông như là kiểu một cái mảnh của cái thuyền à. Ô một cái dương, nhưng mà dương không, đéo có cái đéo gì cả. À không, có một cái la bàn mấy 4 quyển sách ạ, 5 quyển sách thì cứ bóc phải cất. Ô đấy đấy đấy, ngồi 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 cái này như kiểu một cái mảnh của một cái thuyền đắm ấy, trong này cũng có một cái dương này. Ô có 2 viên kim cương ngon, sắt và vàng. Ngồi lên đã, ngồi lên nào. Ui đi, nhanh lên, không chui ra được. What the fuck, đi mẹ. Sao lại không chui, sao mẹ không chui ra khoa đấy nhở. Ngu rồi, đi xe. Ngu rồi, kịch ngu rồi đấy, nhìn xuống dưới nước trong cái game nó nguy hiểm chưa. Bây giờ mình cảm giác như là nó còn bị, nó kiểu như là nó bị ấy nhanh hơn đấy, nó bị rút máu nhanh hơn đấy, rút máu nhanh hơn mới cả ấy, nếu mà ở dưới nước lâu ấy. Giờ mình sẽ chạy ra mình lấy lại đồ xong mình sẽ quay tiếp. Ok, mình quay trở lại đây, cuối cùng lấy lại được đồ. Nhưng mà mình bị mất mất cái tấm bản đồ rồi, mình tìm xung quanh đây từ nãy giờ mà không thấy cái tấm bản đồ đâu cả, như cất đấy mẹ, mất tấm bản đồ rồi. Cái tấm bản đồ đấy nó là bản đồ ghi rồi, nên là mình đỡ phải đi ghi. Bây giờ mình có thể chế được bản đồ, nhưng mà bản đồ ấy là chỉ là bản đồ trống thôi, còn cái bản đồ ấy là bản đồ có ghi ấy rồi, mình thấy trên bản đồ ấy là bản đồ có ghi cái gì đấy rồi. Và có khi đấy là còn là, có thể là bản đồ kho báu, mình chả biết là trong game có bản đồ kho báu không. Nè có chết thật, học lưu đi hạt sắt, mấy cái này chả quan trọng. Mèo nhỏ thế, mất cái tấm bản đồ nhưng ít nhất mình cũng lấy lại là hết đồ à. Mẹ, được thêm 2 viên kim cương thôi cũng được, coi như 2 tấm bản đồ mình sẽ nhặt được. Nhau ạ, thế này đi. Khổ thân tôi, mẹ 2 tấm bản đồ của tao. Quanh đây quán gì không nhỉ, trong cái này cũng có 2 cái hòm cơ, ngon phết. Mình thử tìm xung quanh trong còn cái cửa nào, mình phải để ý, mình cẩn thận, thực sự cẩn thận. Cái lúc kia mình ngoi lên rồi nhưng mình thở ít quá, phải để cho nó thở đầy.
có lẽ hết rồi. Cái này nó kiểu một cái góc của cái thuyền thôi, cái này chỉ như một cái góc của cái thuyền thôi. Có thể cái thuyền bị vỡ và có thể có mảnh vỡ xung quanh đây nữa, nhưng mà thôi mình đi về đi, sợ nước lắm, cầm hai viên kim cương này giờ chết mệt lắm. Sau này mình sẽ đi ra đây mình tìm thêm xem một con có mảnh thuyền nào không, còn cái gì không. Ở kia cũng có một cái sa mạc rất là to, có phải sau này mình sẽ ra đấy mình tìm hiểu sa mạc. Trong game này còn bây giờ nó có rất là nhiều cập nhật, ngoài biển hay ngoài sa mạc có đều có những cái để mình tìm hiểu. Oh hello, các anh đang đứng, các anh đón mình kìa. Hello các anh, đón à, cảm ơn thích tình của các anh. Các anh đi chết đi, các anh chết vui vẻ. Ai cho anh nhảy xuống đây, chết đi mày. Tao vừa mới chết, tao vừa mất kinh nghiệm, tao vẫn cáu ở đây. Lên đánh nhau, tao nói thẳng một câu, lên đây đánh nhau nào. Lì mày pro, mày pro. À ghê ghê, bắn nhau, mày thích bắn nhau, tên nào ghê hơn, đổi lại số kinh nghiệm đã mất rồi, trông nhìn người mình khổ vãi cất, nhìn khổ, nó bắn mình như nhím này, chết đây. Có lẽ tập sau mình phải cố gắng mình đi, mình tập sau mình sẽ cố gắng mình đi, mình farm kinh nghiệm rồi, kinh nghiệm mất hết rồi, còn 7 cấp à, đéo hiểu. Chết đi. Enderman này, Enderman ơi, đi cứ mẹ ăn đâu ơi, quên ngay mà, hãy cút ra. Enderman ơi, kia đúng không? Mày kia đúng không? Hello. Ôi nó chết rồi. Ui. Tí chết. Mày đúng không? Con Reaper nổ bên cạnh, mất máu. Tí chết. Tí lại chết tiếp. Mẹ hàng Reaper ạ. Chó ma thấp. Nó nổ ngay bên cạnh mình, gần chết luôn ạ. Quả con Enderman đánh mình thêm một cái nữa mình chết luôn ạ. Lại zombie Victor kìa. Có gắn được cứu mày không, zombie? Mặc dù mình quên mẹ cái công thức để cứu rồi. Đau khổ quá. Thôi, thôi đi về thôi. Ý, mẹ con chó. Mày chui nước này. Mày chui nước. Mẹ con hồn. Cứ chui nước. Chỗ nào không nhỉ? Lấy thử con ngựa. Ô đi, thất thần phố. Con ngựa khù ra phải. Cái này thì gí nhỉ. Kia, nhà đằng kia.
Đây rồi, thì cái cột nó biết ngay nhà mình. Đi loanh quanh này kiếm một kim cương ngon vãi, kiếm một thêm viên ngọc nữa. Bây giờ cũng chả cần thiết phải có cái à, mới cả không biết mà bắt được cái con ngựa này, con ngựa 3 sao, mặc dù bây giờ lại mất mẹ 2,5 sao rồi, làm nào con này lên lại máu nhỉ. Nếu cho ăn bố mì được ạ. Bây giờ thật sự cũng chẳng cần thiết phải có bò nữa. Bởi vì bây giờ cái sách nó đủ rồi, không còn quá nhiều sách, sách cái này có lẽ là đủ rồi đúng không nhỉ, sách này là có khi đủ hay sao ấy. Bây giờ như có thêm mà nó cũng chả thêm đâu. Sức mạnh 1, bảo vệ 2, bảo vệ 3 này, bảo vệ 3 cũng ngon. Để ép vào giáp khá ngon. À sửa sửa kiếm. Có kiếm không cho cần sửa. Khách cắt này đi. Chỗ này là chỗ để khách. Kim cương thêm 5 viên rồi. Đủ chưa nhỉ? Vẫn chưa đủ. Mình làm thêm cái giày này. Còn thêm cái mũ. Nó mất thêm 4 viên nữa. Cần thêm khoảng 4 viên nữa. 4 viên nữa rồi có thể làm gì cũng nhỉ, 4 viên này thôi cắt đã, cắt đi, dùng sau, dùng sau. Ngọc Ender này cũng phải cần mười mấy viên bộ vãi, cất tại cái điếu cũng thiếu. Xây một cái bàn chế thuốc đi, bắt đầu chế thuốc rồi đấy, xây một cái chỗ để chế thuốc, bàn chế thuốc xây nhào nhỉ, quên nhào mất, xem nào, chế thuốc đi, để đâu bây giờ nhỉ? Gì ấy? Tiếng gì ấy? Và xây một cái phòng để chế thuốc thì chắc là
gì đây? Xây một cái gì cho đẹp vậy? Này nhá. Hoặc xây luôn bằng đá như cái này. Không thì thôi, thằng nào cũng thế. Mình đang muốn xuống đang muốn xuống dưới địa ngục để cải cấp. Cắm này heo. Xuống địa ngục. Xuống địa ngục để đào thay anh, vừa để cấy cấp vừa để lấy cái để mình xây một cái phòng. Xây một cái phòng để cái chế nhận. Thôi thưa, vào xem nó chế cái gì. Đâu lắm để chơi con mấy cái chế. Quỷ lửa. Một quỷ lửa thôi. Thế nào nhỉ? Nghe mấy cái cách chế của cái này với nhau rồi. Chế được cái này nhưng mà quên mấy đặt nó nhào à đây à ba viên đá thôi y gì mà được rồi cất cất đi á à đó làm luôn ba viên đá này một cái này tí 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 dán pha thuốc kè để chế thuốc ấy cất đi á. Ra đi xuống địa ngục cây cấp ok địa ngục rồi. Bây giờ phải kiếm cái chỗ nào nó có nhiều cái thạch anh địa ngục trên kia kìa. Đây này nào cái bên dưới trước. Chung. Cái cuốc nó đào vào cái đá địa ngục này nó mất tốc độ bàn thờ luôn. Nhảy chung cái mà nó mất đến ba block phải nào. Rồi đi tìm thằng anh địa ngục. Đi lên trên này đi tìm này tìm cho dễ. Đi lên cao cao. Hoặc đi lên cái chỗ có đường ra đâu nhỉ? Đi ra ngoài tìm cho dễ, trong mày ít lắm, mà treo lên cao mệt phải. Đi ra ngoài tìm cho dễ, đây bên này, nhiều kinh nghiệm nhỉ, vãi nhiều kinh nghiệm luôn. À thế em kiếm một cái thạch anh địa ngục để mà xây nhà, cái này xây nhà khá đẹp. Thôi pha một lúc rồi quay lại sau. Ủa? Đó. Ủa đông ha. Đấy, đấy cũng là một cái cách để gây kinh nghiệm dưới địa ngục. Đánh nhau bọn zombie người dọn này, có đông vãi cất luôn đấy. Đánh một con là cả một đàn nó bâu vào đánh mình ấy. Đánh bọn nó kiếm được cả vàng nữa. Kiếm vàng. Cái đồ bằng vàng trong cái game này thì đồ bằng vàng thì nó phế như nhau thôi. Phế lắm. Chả dùng làm gì đâu. Thôi mình quay trở lại rồi. Và từ nãy giờ mình đã đi phân quanh địa ngục.
thì nó cũng chẳng có gì để mà quay cả nên mình cũng không quay cả, chỉ đi quanh quanh địa ngục và mình tìm cái thạch anh địa ngục mà thạch anh địa ngục mình đào thôi, mình đào một đống thạch anh địa ngục và mình lên được 26 cấp mà mình có đánh nhau bọn zombie người lợn mình đánh nhau đúng zombie người lợn với cả đào một đống thạch anh địa ngục thì lên được 26 cấp cũng đủ rồi. Nó đi về ok về nhà rồi, rồi dành thanh địa ngục rồi, ba stack hơn ba stack địa ngục. Cái miếng vàng này để mới chạm hạt vàng để đéo nhỉ, hạt vàng như để làm tơ hấu vàng, tơ hấu vàng để đấy, nhưng mà mình đéo có hạt giống tơ hấu á, hơi nhỏ. Thường thì xuống cái khu vực bỏ hoang sẽ tìm được hạt giống tơ hấu nhưng mà mình đéo tìm được, nhỏ mãi. Thôi không sao, bây giờ tập trung vào việc chính, xây cái nhà để chế thuốc. Nhà chế thuốc thì thực ra nó cũng chả cần nhiều thời gian đến mức này đâu chẳng qua mình cứ mình tiện tay mình đi mình farm thôi, tiện tay mình đi mình farm thì để mình lấy mình xây thôi chứ nó không cần nhiều này đâu. Mẹ dư một cái chết nhỉ, cái nhà này mình chỉ xây bé bé thôi mình cũng chẳng xây to đâu. Mà cái la bàn này thực sự mình đéo biết xem cái gì nhé, cái la bàn này chỉ xem hướng thôi, ví dụ như là khi mà mình đi này, viện mình đi về phía này nhá, đi về phía này nói chung là mình chỉ xem là bàn trong game cái la bàn nó phê lắm. Thôi còn mình sẽ xây một cái nhà tình thương ở đây nó là nhà nhà kiểu nhà ấy, nhà để chế thuốc ở đây mình sẽ xây cái nhà chế thuốc thì nó cần bé nó chẳng cần to đâu, nó cần mấy ô được rồi, chắc nó cần khoảng 2-3 ô rồi đấy. Có khi mình xây bên này nhỉ, xây bên này vẻ hợp lý hơn đấy, bịt luôn cái hang này vào. Rồi làm sẻng mình cũng đấm tay cái cha đó đấy, cái thanh anh địa ngục này thì nó trắng thì nó rất là trắng, nhìn nó đẹp khá là đẹp. Nhà này nó chẳng có cần này thì nhiều mà nó chỉ gần này, xây cao lên tí trong có chất. Này thôi. Bật máy này làm cái máy. Đi nhìn ngu quá nhưng thôi cả mẹ đó không sao hết, không sao hết, mình sẽ bây giờ mình sẽ làm một cái này cái phễu một cái vàng, mình quên mất cái tác dụng nó là gì rồi nhưng mình nhớ là mình phải làm mình nhớ là mình phải làm nó thôi nhưng mình quên mất cái tác dụng, nó có tác dụng đéo gì. Thì cái đéo có 3 ô nhở, lùa tao à, tôi lấy tạm này vậy.
Đấy. Này thì mình có thể gọi là bịp mé này vào đi. Cho quái đỡ spawn từ trong này spawn ra khó chịu. Mình có thể làm hai chuỗi. Mình chạy sang đây mình lấy nấm. Đâu rồi nhỉ? Cửa này. Cửa lại còn đúng một cái à, nhỏ thân tôi nếu hiểu cái gì cũng bị thiếu một cái. Thôi làm cửa thường vậy. Đi. Thiếu một cửa. Đi. Sao tôi khổ thế này? Tôi lấy sắt tao làm cửa bây giờ này. Bố làm cửa sắt cho máu. Bực mình. Nhà anh giàu mà. Anh chơi luôn. Làm cửa sắt thì mình phải làm một cái công tắc. Công tắc làm nào nhỉ? Làm này đúng không? Ok. Trời lại sắp tối rồi. Sắp đâu? Chất lư. Ô. Chết cơ mà giờ mình không làm cửa đi. Mình không làm công tác đi ra. Phải cứt ngáo đá. Thế mẹ gỗ đi kiểu gì mất đi đi chặt gỗ á, nếu hiểu thân tôi khổ thân tôi quá. Đừng muốn chết không, đừng ra trước mặt tao bây giờ. Cút đi, cút đi, cút đi. Bây giờ mày đừng đụng vào tao nếu không muốn chết. Thế thôi, lười lắm. Vừa chắc là mình rơi mẹ hết đuốc. Giờ mới nhớ ra là mình rơi hết đuốc. Thôi. Còn thời gian vãi cứt. Còn kia lại thích đánh nhau đấy. Cút đi. Nói thật là mình chỉ sợ mỗi con Creeper thôi. Chứ mình chả sợ con đéo gì cả. Cái gì đấy? Có lẽ mình sẽ cắm đuốc xung quanh nhà mình nhiều nhiều tí để cho nó quái đứa spawn này. Cái gì cút đi cho tao. Ủa, đi mèo mày khốn nạn đi con mày ơi mãi mới được khốn nạn đi con mày đi con phụ mày chó chết mày. Đi mẹ mày. Đi. Mẹ cha nó chứ con chó Creeper đi con mẹ. Khốn nạn thân tôi. Khốn nạn thân tôi.
xấu vần, mình còn bị bọn em đánh chết đấy, đùa đâu. Thịt đâu rồi? Để thịt ăn á. Mày thôi ngay nhá. Từ từ. Còn mày để cho nó yên một tí cơ. Từ từ mình chưa bình tí. Mình để nó bình yên tí. Để mình rảnh tay á. Mẹ chó. Chó chết. Bọn chó chết. Khốn nạn. Mẹ nó đập nhà mình ra. Khốn nạn. Chơi hơi bẩn tí nhưng mà thôi kệ, không sao. Bây giờ vẫn còn đéo đủ để xây lại cơ. Cái nhục vậy. Rồi mình thấy đéo đủ rồi đấy. Mình thấy chắc chắn là đéo đủ rồi này. Đi, đéo đủ luôn à. Nó rơi như thế là sẽ mất một phần à. Cần mé, có chết. Khốn nạn thân tôi. Con creeper cho má. Nên mình có thể xây bằng cái khác được. Nhưng mà vẫn thiếu mấy cái này, thiếu 3 cái á, 4 cái. Trời ơi, giờ lại xuống địa ngục đào à. Mà xây bằng cái khác thì nó xấu. Lấy hai cái này. À từ từ. Mình có thể lấy một cái thôi để mình gọi là mình làm một cái như kiểu để làm cửa sổ hợp lý. Hợp lý. Kín mít quá trông nó cũng không hay đúng không? Đấy. Kiểu như đem cái cửa sổ để nhìn ra thì rất ngoài. Đấy, mỗi tựa đéo có kính thôi. Không thôi kệ mẹ nó, tính sau. Bao mình có mua kính, à mình làm kính mình lắp vào. Còn bây giờ dựng cái này đó. Cửa đâu rồi? Ý, con mẹ. Bị ngáo đá à. Bây giờ mình làm một cái hai cái này ở đây để đéo được ạ. Cho tôi mình phải tính toán cái này. Cái này phải tính toán, không xây vừa được. Đây. Ok. Đấy. Nhà nó phải thế. Cửa nó phải tự động. May quá nó còn không nổ bên trên kia ấy. Ok rồi đấy. Bây giờ mình sẽ đặt một cái ấy ở đây, đặt một cái block ở đây, đặt cái này lên. Cái này là để chế thuốc đây. Còn đặt một cái vạc ở đây. Ok. Hơi chật hẹp tí nhưng thôi không sao, kệ.
xe phòng để mình chế đồ. Nhìn nó cứ không đẹp lắm thôi, mình đằng nào cũng mất công. Ok, trông nhìn cái nhà mình mỗi nhà một màu, mỗi nhà một màu nhìn ngu vãi. Nhà ở thì là màu gỗ, nhà ở đây cát nhiều vãi cứt luôn. Mình chỉ một cái thôi, chẳng cần nhiều đâu. Hơi lung tung tí, đồ đạc mình để hơi bị lung tung tí. Tinh chất lìn này này, giấy này. Trời ơi, có đồ lung tung beng thế này. Bật mẹ vào đây. Tạm thời thế, cái mẹ nó đi xây một cái nhà mà từ tối đến sáng khổ quá này thôi. Ok, đã xong. Ok đấy, đây là nơi để mình chế thuốc. Đây mình có thể chế thuốc ở đây. Thực ra mình còn phải làm cả một cái hòm nữa. Thực ra thì cái phòng này thì hơi bị bé, mình đã bắt đầu mình thấy nó hơi bé đấy. Bởi vì mình về có một cái hòm nữa. Đéo hiểu ạ, đúng ngáo đá, nhưng thôi để sau đi. Cái này của mình lớn hết rồi, nhưng mà mình vứt lại cái này. Ok, thế là gần như là mình đã xây được đầy đủ những cái mình cần xây ở trong cái game này rồi đấy. Gần như là thế, thực sự là cũng khá đầy đủ những cái mình cần phải có trong cái game này để có thể đánh được con rồng Ender rồi. Bây giờ cái mình cần đấy là bột quỷ lửa, bộ giáp kim cương thì mình cũng full rồi, kinh nghiệm mình cũng có khá nhiều rồi. Cái mình cần có là bột quỷ lửa. Bây giờ mình chỉ cần thêm bột quỷ lửa và ngọc Ender để mình lấy mắt Ender mình đánh rồng thôi. Còn lại thì mình đã gần như là đầy đủ tất cả mọi thứ rồi. Đây căn nhà mình, có lẽ là cái hành trình phá đảo không còn xa đâu, series này có lẽ cũng sẽ không còn dài đâu. Còn nhưng mà hôm nay dừng ở đây thôi, khá lâu. Bye bye.